Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân tộc Tây Bắc của mình. Đây hôm nay mấy thằng chú em của mình đi đào dúi các bạn ạ, bắt được con dúi này. Mình thì có việc không đi đào Sao cùng được, hôm chào nay bây giờ mới Hoàng, đến. có bao rồi? Hôm qua đi đào rồi chú Hóa nhỉ, nhưng trượt nhỉ. Hoàng trượt mất. Hôm qua đi đào rồi trượt, cay quá hôm nay mấy chú ấy lại đi tìm tiếp các bạn ạ. Và bắt được một con nhỏ này thôi. Mấy chú vào tí là sẽ chế biến món tiết canh nhé các bạn nhé. Với mấy chú đang hám tiết canh dúi các bạn. Cũng như tiết chế các bạn. Chế tài nữa. Đây từng này. Làm lông dúi này các bạn. Ủa sẽ có năng à, nhanh thôi đấy. Ra không? Đấy, đúng rồi. Chưa? Đơn giản nhờ. Đấy. Này, làm ra nó đơn giản này các bạn ơi này. Nhổ lông chứ, quên. Nhổ lông nó đơn giản thế nhỉ, con này ấy. Quá đơn giản. Làm chuột. Họ hàng nhà chuột mà. Đây đang thui nó này các bạn ơi. Nhìn chắc ra rồi đấy chú Hóa nhỉ. Ừ. Chắc thấy rồi. Chắc thế này các bạn. Thôi cho nó chắc thịt tí đã. Sợ tí chín mất. Chắc chín rồi đấy. Làm gì? Thật nhà chú ấy. Làm bằng gỗ gì đây? Gỗ nhám đi nhà thớt này. Gỗ nhám đây nè. Gỗ nhám tốt hết các bạn ạ. Ui, ui rồi. Đâu không, nó không đấy cái gì để cho vào cái lòng non của nó à? Chắc rồi. Mỏ gì thế? Mình tìm cái khẩu mới đấy, khá là khẩn mỏ. Vì yên tế sẽ mà khá là lùm nữa. Vì tế cơ quá. Mệt nói, chờ vỡ đâu đấy, vẫn còn ấy mà. Mệt này tí cho vào viện luôn quá. Cho vào bịa chứ. Đây. Các bạn đi thôi rồi đấy. Phần này bịa nó này các bạn. Ui, phát chết rồi. Đấy. Cái lòng non của nó các bạn ạ. Đây, đang làm lòng nó tí cho món bịa dúi các bạn ạ. Biển ngon đấy, cái thứ này ngon đấy, đặc sản đấy, cả năm kia ăn được luôn nhỉ. Mấy chú được cho mình đi làm cũng khó chứ, hôm qua làm đào sâu tầm khoảng hơn 2 mét rồi nhỉ. Ừ. Được tầm 3 mét chứ này, 3 mét à? Không phải anh đi cùng, phải anh đi cùng nhưng mà anh không ở nhà. Từ đây vẫn không được đi. Này. Đây nha, bịa dúi của mình gồm những phần lòng này các bạn nhé. Bịa dúi này không đắng mấy đâu nhỉ. Không đắng mấy đâu mà. À, tí cho lá lắng vào chú Hóa nhỉ. Cho lá lắng nhưng vào. Nhưng mà có lá lắng thì cho lá lắng vào ăn ngon. Ừ đấy, cho lá lắng vào một tí. Bởi vì nó ít mà. Đây là cái đàm bịa dúi này mình lấy thành phần ruột non của nó thôi các bạn nhé. Cứt non còn dúi đấy. Đây đang băm làm tiết canh, làm nhân tiết canh các bạn nhé. Ồ, những con ăn. Ừ, đấy thêm tí nữa. Thêm miếng nữa. Đây, nhân tiết canh của mình đây này. Tiết canh dúi. Tò mò nó lại chưa ăn tiết canh dúi bao giờ. Nói thật mình chưa ăn bao giờ. Mật nó cũng cho vào đây luôn các bạn ạ. Vớ rồi chú Hóa nhờ. Vớ rồi. Ở đây. Băm làm món bịa dúi các bạn. Tổng hợp đấy cái này nè. Tổng hợp đấy. Cứt non của dúi nha các bạn nhá. Cứt non của dúi đấy. Cứt nói nghe ghê quá.
bịa dúi. Khánh có ăn bịa dúi này không? Có. Thích ăn. Thích ăn à? Ngon lắm à? Thật á? Bác chưa được ăn bao giờ? Có thối không? Có mùi thối không? Cứt non của nó đấy. Không. Không thối à? Không. À. Bác cứ tưởng là nó thối chứ. Đây đã băm xong các bạn. Bây giờ chỉ việc vác lên bếp thôi. Thế thôi. Vác lên bếp các bạn ạ. Đây, món piện rúi của mình đã vác lên bếp các bạn nhá. Trung Hóa ơi, chụp lấy nước đi. Cháy đấy. Cái này các bạn. Bạn con rúi nó cũng nhỏ mà anh em thì nhiều nên là mấy anh em mình lấy thêm một ít lòng các bạn ạ để nướng với một ít lòng luộc các bạn ạ, lòng lợn nhé các bạn nhé. Lòng nướng này mà cho bác khén với thịt luộc nữa. Đây thêm một ít thịt nữa các bạn ạ. Canh này sao để đánh tiết canh các bạn nhé. Đây này, đảo nhân canh đắm bổi ấy, bổi tiết canh dúi đấy. Tiết canh đã rang xong các bạn ạ, chỉ đợi một tí nữa nguội là mình cho vào bát và đánh thôi. Như này đây, gia vị cho vào món tiết canh các bạn ạ. Đây phắc xéo của người Thái mình ấy, có chỗ thì gọi là rau húng nhưng mà có chỗ thì mình cũng chẳng biết tên như thế nào. Mình chỉ tiếng Thái của mình là phắc xào nha các bạn nhé. Còn đây là rau mùi tàu. Rau mùi chứ. Quên mất hay gọi. Rau mùi này. Đâu mình anh, thiếu tỏi nhỉ. Đáng nhẽ phải cho ít tỏi đúng không? Tỏi là lá tỏi. Ừ, đây rau húng. Ừ lá tỏi đấy. Đây rau húng này. Phắc à hòm in ki nha các bạn nhé, tiếng Thái của mình ấy. Thái bảo ơi, anh Thái ơi. Cái canh này mình chỉ cho ớt thôi nhỉ, mắc khén này không cho đâu nhỉ. Vâng, cho đâu. Ớt thôi. Đây. Tiết canh không lại thì không cho. Tiết canh trâu thì mới cho mắc khén nhỉ. Ừ. Vâng. Trâu bò. Trâu bò cho mắc khén, còn quý này không cho mắc khén. Cái này mình cũng chả hiểu lắm đâu các bạn ạ. Cả năm có thi chặt được nào. Ở gia vị này mình cho không cho vào cả món tiện luôn đấy nhỉ, đúng không? Đúng đấy. Hay là thịt thái gì không? Thái chung, thái chung luôn đi, cho vào cả món tiện luôn đi. Đấy, cho một ít lá tỏi nữa các bạn ạ. Lá tỏi này thì cho ít thôi, không tiết nó thành màu đen mất đấy các bạn ạ. Đấy. Cái này để đánh tiết canh đúng không? Còn kia là để cho vào món pịa. Đây, đổ ra bát này các bạn, pịa nhá. Ui nhiều phết đấy, đầy hẳn bát chứ. Tí nguội là mình cho ấy vào thôi. Mình cho gia vị vào thôi. Vào các bạn ạ. Đây, cho gia vị vào. Nhiều quá không chú hả? Nhiều nè. Ừ, cho... Thế nó mới ngon chứ nhờ. Cho nhiều gia vị nó mới ngon chứ nè. Thế là ngon mà. Đây. Đây cái thìa xúc thử nào, nắng. Ăn thử xem nào. Mình chính nào cho vào đảo để cho nó tan đi. Làm sắc vào. Trông ngon này. Đi vào cái rổ kia kìa Khánh. Đấy. Giờ cho vào bát nhá. Đây, cho vào bát. Mình thêm tiết canh. Đấy. Xong. Con này mình hám được ít tiết nhỉ. Hám trượt thôi, một cân rồi. Rúi thế rồi đấy. Đào liều lên các bạn ạ. Trông ngon nhỉ Khánh nhỉ. Thế này ăn cần vỏ tiết rồi Khánh nhỉ. Làm lạp luôn nhỉ. Đây này thành lạp rồi đây này. Đấy. Đi đông đấy. Ủa lên này. Hôm qua ngoài em sẽ hởn ăn cho con. Đây các bạn. Thế là giờ trông hiển mứng qua luôn quá. Vớ hiển vớ qua quá. Này. Đó.
Bình tĩnh. Đây. Đấy. Chắc là gia vị của mình nhiều này, vẫn chuyển thành màu đen nhỉ. Xem như thế này thèm quá. Thèm quá à Khánh? Đấy, đã xong. Không, để một lúc nữa là đông đấy. Ôi, nếu nó tròn đi, để xong biết được. Thôi bây giờ cất để đã nhờ. Này, cất nhỉ. Ừ, cất để đi. Các bạn, đông rồi. Tiết canh này này này, đây, chuẩn bị đông rồi này. Đợi một lúc nữa. Rồi, cất để đây đã. Tí mình sắp mâm, mình bê ra sau. Rồi, mình thử tí bịa. Tối quá rồi. Rồi, mình thử tí bịa. Ngon các bạn ạ. Có một tí đắng thôi. Đây, tiết canh này các bạn. Đông cực chuẩn luôn. Tay nghề Trúc Cường này được phết đấy nhờ. Đây, bữa trưa của mình hôm nay. Chẩm chéo này chưa cho nước các bạn ạ. Tí nữa cho nước vào ngoái đen thật đẹp rồi. Đây là món tiện dưới các bạn ơi. Còn đây là món tiết canh này. Đây, món tiết canh này. Còn đây là lòng lợn luộc này. Lòng lợn nướng này. Và thịt nướng, bát nước mắm các bạn. Và hai bát tiết canh nữa là đủ rồi. Hai bát canh rau nữa là đủ các bạn ạ. Bữa trưa của bọn mình hôm nay chỉ thế thôi. Mấy anh em chỉ thế thôi. Chấm thử bịa của mình hôm nay, bịa dưới hôm nay ngon không? Thử món thịt nhúi tí đã. Đây thịt nhúi, chấm bịa nhúi nha các bạn nhé. Bịa dưới nha. Ôi giời, nhìn vẻ có ngon. Ôi, tuyệt vời. Quá ngon rồi. Thôi. Ăn thử tiết canh dưới xem hôm nay thế nào, đông không? Đông. Ồ, đông mà để đâu quá hơi tan ra một tí đúng không? Để đâu. Thế nào mát không? Ngon. Tuyệt vời, ngon lắm. À rồi. Chú Hóa nào, đến lượt chú Hóa nào. Một thìa tiết canh. Ui, quá ngon. Nhờ con mê đông con này. Đây mình cũng thử một miếng các bạn nhé. Thử nhiều con này đông. Phải cái là xin hết á. Này. Ngon đấy, mái chua mày. Mái chua, mái chua. Sao rồi? Đi. Ui giời, mát thế. Không thể thiếu. Cay nữa các bạn ơi. Vâng qua ban mất ở đây. Này. Cay quá. Rồi, mình xin tắt máy ăn cơm đã các bạn nhé. Thử một miếng thịt da chuối chấm pịa các bạn này. Đây này các bạn ơi. Đây, da nó dày này. Như da con lợn rừng luôn này. Mà ớt thì cũng vẻ căng phết đấy. Đây chấm pịa các bạn ạ. Chấm pịa dúi các bạn. Điều cho nó hổ đó. Hổ bán kia với nó. Vẫn đừng tướng. Cái này nó có vẫn đừng của nó. Thì dúi dai giòn các bạn ạ. Thêm mà vị ngọt, một tí vị ngọt và một vị đắng của... có pịa nữa, rất ngon các bạn ơi. Ngon đấy. Tuyệt vời. Thôi mà ăn đây nhá. Ăn tự nhiên nhá. Đấy, chấm pịa nhỉ. Đó là món xay bình ấy. Ồ, tiếng lá nó ngon đó. Pịa ngon mà, hôm nay. Ngon lắm. Đây, Khánh còn ăn được không ạ? À? Ở trên mình tiết canh là món bình thường các bạn ạ. Vá đâu rồi đấy? Nhanh lên chú ơi! Anh ăn hết rồi! Chị đi nè! Hơi cay đấy! Hơi cay luôn! Cay được, cay được! Chị rất đẹp! Đây, thầy, ăn thử! Đấy! Mà sao có mấy sống tủ? Xúc bịa này các bạn! Mình ăn đủ loại đấy các bạn nhé! Bịa rúi này các bạn! Cứ bán! Có một chút đắng rồi các bạn ơi. Ăn một lúc ngọt ra các bạn. Rất ngon. Bia kia dạ dày cũng cho rồi đấy.
Thôi nè, anh em với anh Thu cạn chén này. Hôm nay anh em cùng nhau đúng không nhỉ? Thôi hai anh em trước á. Chén nào? Đi trước thì về anh em đi trước đấy. Cà phê rồi đó. Gì đấy? Cái sáu đấy rồi sáu à? Vui gì đâu, thế phải một cái nó chưa hết vụ đó. Thế phải liên thôi nè. Phải ngoan cái nó hóa hiền nè. Đừng đưa xuống khút. Lại đầu tiên nó chưa. Hả? Vừa phải ngoan. Lúc hơn chưa vương mẹ mình đi cửa bà bà đi. Bọn đồng bỏ đi. Nó lại thế. Khó trò. Mấy chú đang nói chuyện với nhau rồi bảo là nếu mà đi kiếm ăn ấy, đi đào rúi hoặc đi kiếm ăn ở trên rừng hoặc là như thế nào đấy mà xuống nhà mà gặp gái thì thôi mất ăn luôn các bạn ạ. Không kiếm lại không đấy đi đen lắm. Đang nói chuyện là thế. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn nhớ like và chia sẻ để cho nhiều người cùng biết đến và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video.